Vào buổi sáng trời trong này, anh Jesse Cotton và mẹ sẵn sàng trải nghiệm một điều mới lạ. Thật là kỳ thú. Nói cho bạn biết, bạn có thể nhìn thấy tòa nhà, bạn bắn vào những vật này, bạn phóng đi các phi đạn. Thật là kỳ thú. Bởi vì bạn đeo những cái kính to tròng, bạn không thể thấy được đường đi, bạn không biết cái gì sắp xảy ra. Cotton lại sắp đi trên đu quay. Anh là một trong những người đầu trải nghiệm đu quay loại thực tế ảo này. Đó là một chuyến đi được cải biến, trong đó những người đi đeo một bộ ống nghe nhìn Samsung. Đó là một chiếc điện thoại Samsung được gắn kèm những cái kính to tròng thực tế ảo. Bạn quên đi là bạn đang đi trên cái đu quay. Bạn thực sự thấy mình chìm vào một thế giới 360 độ. Nhìn quanh theo hướng nào cũng sẽ chỉ thấy cái thế giới mà chúng tôi đã tạo ra. Có một cái hộp trên đu quay vẽ bản đồ chuyến đi. Hộp này biết chính xác vị trí chuyến đi và gửi một tín hiệu Bluetooth đến ống nghe nhìn của người đi, để đến kết quả là những gì người này nhìn thấy. Với mỗi chiếc đu quay, chúng tôi phải hình dung ra nơi đặt chiếc hộp đen của chúng tôi để chuyển đi tín hiệu Bluetooth, xem mỗi ghế đều nhận được tín hiệu tốt. Người sáng chế ra trải nghiệm này nói, không phải mọi loại đu quay đều có thể là ứng viên cho trải nghiệm thực tế ảo này. Chúng tôi đã có kinh nghiệm xấu khi thực hiện với loại đu quay bằng gỗ chẳng hạn, độ rung. Vì ống nghe nhìn sẽ rung, cho nên các thiết bị điện tử sẽ bị rung mạnh và điều đó không tốt. Song tất cả những đu quay bằng thép trên thế giới đều có thể trang bị kỹ thuật này được. Loại đu quay được gọi là cách mạng mới này được làm bằng thép và đưa những người đi theo một hành trình đánh nhau với người ngoài hành tinh từ trên bầu trời trong thành phố ảo này. Bạn nhìn xuống và mọi thứ di chuyển theo bạn, thực sự cảm thấy như mình đang là phi công chiến đấu cơ phản lực này. Chắc chắn bạn sẽ nhảy ra khỏi ghế vài lần. 9 công viên Six Flags ở Bắc Mỹ sẽ ra mắt những chiếc đu quay thực tế ảo trong năm nay, tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ cho những người đi tìm cảm giác mạnh.